Rồi vị này nói là rất hoan hỷ với buổi lễ dân y và muốn tham gia một buổi và muốn làm thí chủ một lần. Và không biết có phải thí chủ buổi lễ là người lo hết chi phí hoa y phải không? Và nhiễu Phật ba vòng thì người nhiễu Phật đó là người nhà thí chủ hay còn có người ngoài? Như thế này, nếu như mà quý vị làm thí chủ dân y á, đầu tiên là quý vị phải liên hệ với ngôi chùa đó trước. Bởi vì thường á, các ngôi chùa á, là có khi á, đã được Phật tử thỉnh trước rồi, có khi thỉnh trước vài năm. Có nơi là 5 năm, 3 năm, 5 năm, có nơi lên tới 10 năm. 10 năm thì cũng không chắc lắm tại vì thế sự vô thường. Nhưng mà 3 năm, 5 năm thì có nhiều. Nghĩa là bây giờ mình muốn làm thí chủ á, là phải xếp hàng á. Trừ khi những cái ngôi chùa mà không có ai thỉnh trước thì tốt, còn nếu không á, những ngôi chùa khác là mình phải xếp hàng, có khi phải chờ vài năm. Cho nên nếu mình nhắm á, là mình nên có sự chuẩn bị trước và đăng ký trước. Cái thứ hai là khi mình làm thí chủ, đương nhiên mình đã thỉnh làm thí chủ thì mình sẽ phải lo hết tất cả mọi chuyện, từ cái chuyện nhỏ nhặt cho đến cái chuyện lớn lao. Toàn bộ chi phí là mình phải lo, như là bông hoa, trái cây, rồi trang trí, rồi cho đến cái chuyện là đèn đuốc, rồi cho đến cái chuyện là y phục, là mình phải chuẩn bị hết. Và cái chi phí á, thì tùy, tại vì sư cũng không có làm thí chủ dân y và sư cũng không có phải là người chủ trì để đứng ra tổ chức buổi lễ, cho nên sư không biết là cái những cái khoản gì cụ thể mình phải chi và cần phải chi nhiều ít, thì sư không biết cái chuyện đó. Khi nhiễu Phật ba vòng á thì người dẫn đầu là đại thí chủ cho cái ngày hôm đó, còn ở đằng sau thì có thể Phật tử họ hoan hỷ và họ nói đuôi theo, tức là người ngoài vẫn được vào nhưng mà đại đại thí chủ á, là người dẫn đầu.